Hình ảnh những nhà tu hành khổ hạnh trên dãy Himalaya trong thời tiết khắc nghiệt đã không còn xa lạ với khán giả của Tâm Linh Cuộc Sống. Trong dãy núi Himalaya hùng vĩ, nơi mà sự im lặng của tuyết trắng hòa quyện cùng sự tĩnh lặng của không gian, có một truyền thống hành thiền và tu tập đã kéo dài hàng thế kỷ. Những hành giả ẩn cư và những người tu tập tại vùng này không chỉ tìm kiếm sự khám phá bên trong chính mình, mà còn thường xuyên đối mặt với thử thách của tự nhiên hoang dã. Có người tin, có người nói rằng họ chỉ đang diễn. Làm sao trên dãy Himalaya rộng lớn, những nhà báo hay đài truyền hình có thể quay lại những hình ảnh của họ? Thực tế, việc gặp được họ cũng là một sự may mắn và cơ duyên cho những người có niềm tin vào sức mạnh tinh thần. Các nhà sư lẻ loi hoặc các nhóm hành giả ẩn cư thường xuyên rời xa xô bồ của thế giới để tìm kiếm sự bình yên trong cõi thiên địa. Dưới cái lạnh của tuyết đọng trắng xóa, họ chìm đắm vào sự tĩnh lặng, để lòng mình trở nên nhẹ nhàng và tinh tấn, như chính sự tinh tế của những tuyết trắng mịn màng trên đỉnh núi. Tuyết không chỉ là một thách thức về mặt vật lý, mà còn là một biểu tượng của sự thuần khiết và sự tinh túy trong đạo đức. Mời các bạn theo dõi hành trình của các vị hành giả trên dãy Himalaya rộng lớn trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Được 25 vị đạo sư truyền thừa, hành giả yogi đạt trình độ tu tập đáng kinh ngạc. Trong ngày tuyết giá lạnh, một vị hành giả đã thể hiện khả năng thực hành pháp tu Kundalini đáng kinh ngạc khi cởi trần ngồi trên tuyết. Ngoài trời, tuyết đang rơi. Nhiệt độ lúc này đã xuống dưới 0 độ, nhưng dường như ông không quan tâm đến cái lạnh như cắt da cắt thịt. Thực ra, pháp tu Kundalini của vị hành giả đã đạt đến mức độ hoàn hảo. Tư thế cơ thể ổn định vững vàng, hơi thở đều và sâu. Nội nhiệt lưu thông qua cơ thể ông tạo thành năng lượng ấm áp bao quanh môi trường lạnh giá. Mặc dù tuyết rơi liên tục, nhưng cơ thể ông vẫn ấm áp, như thể được bao bọc trong một lớp bảo vệ vô hình. Pháp tu Kundalini là một loại kiểm soát nội tại cực kỳ tinh tế. Thông qua điều chỉnh hơi thở và dòng năng lượng, tạo ra nhiệt lượng bên trong cơ thể. Loại nhiệt lượng này không chỉ giữ ấm mà còn cung cấp năng lượng và sức mạnh, giúp người tu hành đào sâu trong thực hành và nâng cao trạng thái ý thức. Vị hành giả này là một bậc thầy có sự hiểu biết sâu sắc về trí tuệ cổ xưa Tây Tạng. Ông đã nhận được giáo lý của 25 vị đạo sư từ cả 5 giáo phái. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã bắt đầu tu tập và học hành một cách nghiêm ngặt. Là người sáng lập Thiền Tông Tây Tạng, ông có nhiều đóng góp và sức ảnh hưởng to lớn. Vị hành giả này nổi tiếng với phong cách giảng dạy nhẹ nhàng, từ bi và thông thái. Ông nhấn mạnh sự từ bi và tấm lòng vị tha cũng như giải pháp cho nỗi đau cùng phiền não của con người thông qua sự hiểu biết và thực hành đúng đắn. Ngoài việc truyền đạt trí tuệ tu hành, ông cũng thể hiện sự tu tập nội tâm của mình bằng nhiều cách khác nhau, như xuất bản 14 cuốn sách với nhiều chủ đề. Đồng thời, ông còn viết tiểu thuyết và thơ, truyền đạt kinh nghiệm và trí thức bên trong qua sức mạnh của ngôn từ. Ông đã đi khắp nơi, truyền bá pháp môn, quán đảnh và tổ chức các khóa tu ở nhiều quốc gia khác nhau. Tín đồ xem ông là một nhà cố vấn thông thái, tận tụy trong việc truyền bá trí tuệ của thực hành, giúp mọi người đạt được sự hài hòa và hạnh phúc nội tâm. Pháp tu Kundalini, còn gọi yoga nội hỏa, là một kỹ thuật điều chỉnh nội tại trong tu hành. Thông qua tập trung và điều chỉnh năng lượng bên trong, người tu hành có thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và năng lượng của mình để chống lại môi trường lạnh giá. Trong pháp tu Kundalini, người tu hành thông qua hơi thở sâu và tư thế cơ thể cụ thể để hướng dẫn cơ thể tạo ra nội nhiệt. Nội nhiệt này có thể giữ ấm cơ thể trong môi trường lạnh, cung cấp năng lượng và sức mạnh hỗ trợ đào sâu quá trình thực hành. Quá trình tu hành Kundalini thường đòi hỏi thời gian và sự tập trung lâu dài. Người tu hành thông qua việc tăng dần sự sản xuất và điều chỉnh năng lượng bên trong để nâng cao khả năng kiểm soát ngọn lửa Kundalini. Khi việc thực hành càng ngày càng sâu sắc, hành giả thậm chí có thể cởi trần, ngồi trong tuyết mà không hề cảm thấy lạnh. Mục đích của việc pháp tu không chỉ là để thể hiện khả năng chịu lạnh của cơ thể, quan trọng hơn là thông qua việc điều chỉnh năng lượng bên trong để làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và kiểm soát bản thân.
nhằm đạt được sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần, nâng cao trạng thái ý thức. Pháp tu Kundalini là một kỹ thuật tu hành đòi hỏi sự chuyên nghiệp và thách thức cao, thường cần được hướng dẫn bởi một bậc thầy giàu kinh nghiệm để đảm bảo an toàn và chính xác. Đến những thời điểm này, đầu và quần của vị hành giả đã phủ đầy tuyết, nhưng trong suốt quá trình, ông vẫn giữ được sự bình tĩnh và kiên định, không hề tỏ ra sự lạnh lẽo nào. Điều này thực sự làm người ta ngưỡng mộ khả năng kiểm soát sức mạnh bên trong và trình độ tu hành của ông. Sau hơn 10 phút, vị hành giả kết thúc màn trình diễn pháp tu Kundalini của mình. Ông sẽ tiếp tục truyền bá trí tuệ tâm linh, giúp mọi người nhận biết và khai phá tiềm năng bên trong để theo đuổi hạnh phúc và bình an sâu sắc hơn. Hành giả 11 năm tu hành, bất động với phần thân dưới bị vùi trong tuyết. Đây là hình ảnh hiếm hoi của một bậc yoga Ấn Độ đang thiền định trên tuyết. Ông đã chìm sâu vào trạng thái Samadhi. Cả những người hành hương và du khách xung quanh đều rút điện thoại di động để quay phim. Đối với họ, việc chứng kiến một vị hành giả thiền định trong cái lạnh dưới 0 độ C là điều rất hiếm thấy. Khi đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng Ấn Độ. Hầu hết mọi người đều tò mò, muốn biết vị hành giả này là ai. Tuy nhiên, bất cứ ai đã từng đến hành hương tại Kedarna đều biết đến ông. Tên của ông là Lalit Mahajai, thường được mọi người gọi là Baba Lalit. Thường trú tại Kedarnath, nơi ẩn giật của ông chỉ cách đền thờ Kedarnath vài trăm mét. Vào mỗi mùa đông, dù tuyết rơi hay mưa gió, Baba Lalit vẫn mặc quần áo mỏng manh, ngồi thiền định giữ hấp băng tuyết. Năm 19 tuổi, ông bắt đầu lang thang trên dãy Himalaya để tìm kiếm niềm tin trong trái tim mình. Và tại hồ Mansarova, ông gặp một vị sư phụ nổi tiếng và theo học cùng sư phụ ở gần đỉnh núi Kailas. Trong thời gian này, ông đã học được triết lý sống và liên tục tìm hiểu bí quyết thiền định. Năm 2013, lần đầu tiên Baba Lalit đến Kedarnath, nơi mà ông cảm thấy vô cùng thu hút. Ban đầu, ông dự định chỉ thiền ở đây một năm, nhưng không ngờ lại ở lại suốt 11 năm và xây dựng nơi tu hành cho riêng mình. Kedarnath nằm ở độ cao 3.500m so với mực nước biển. Vào mùa đông, nơi này luôn dày đặc tuyết cùng gió lạnh thấu xương. Tuyết có thể dày đến hơn 2m và xung quanh dần trở nên hoang vắng. Đôi khi chỉ thấy một số tu sĩ xuất hiện. Trong vài thế kỷ qua, vùng đất bí ẩn này luôn thu hút nhiều tu sĩ. Họ thường ngồi thiền định trên tuyết và Baba Lalit cũng là một trong số đó. Đôi khi ông ấy sẽ chôn nửa người dưới tuyết, duy trì trạng thái thiền định trong điều kiện dưới 0 độ. Gần nơi tu tập của ông có một ngôi chùa nổi tiếng, đó chính là đền Kedarnath. Mỗi năm có hàng nghìn người hành hương đến đây. Khi những căn nhà chung quanh không còn chỗ cho những người hành hương, ông Baba Lalit sẽ cung cấp chỗ ở và thức ăn miễn phí cho họ. Nơi tu tập của ông có thể chứa được ít nhất 100 người. Ngoài ra, ông luôn cung cấp thức ăn cho các loài động vật hoang dã xung quanh. Ông còn đặc biệt xây dựng một chuồng bò và một mái tôn để chăm sóc những loài động vật này. Hiện tại càng ngày càng có nhiều người biết đến ông Baba Lalit. Khi nhắc đến tên ông, mọi người đều nghĩ đến hình ảnh ông đang để thân trần thiền định trên tuyết mà không hề sợ lạnh. Vậy nên, nhiều người cũng tôn trọng và xem ông như một thánh nhân. Về cách ông thực hiện những hành động đáng kinh ngạc này, Baba Lalit đã trả lời rằng Himalaya là nơi tốt nhất để thiền định. Nếu bạn có thể kiểm soát suy nghĩ của mình và cơ thể bạn có thể mang màu sắc của thiên nhiên, thì cái lạnh, nắng nóng hay mưa cũng không còn là vấn đề đáng lo ngại. Hành giả thiền định đi hàng nghìn km trên tuyết bằng chân trần. Trên đỉnh cao của dãy núi Himalaya, một vị hành giả đang thực hành thiền định sâu. Ông ngồi khoanh chân trên một tảng đá dưới bầu trời tuyết rơi nhẹ. Đỉnh núi phía sau vị hành giả từ lâu đã phủ một lớp tuyết trắng xóa. Trong môi trường lạnh lẽo, nhưng ông lại tỏ ra vô cùng yên bình. Nhận thức của ông với thế giới bên ngoài dường như đã phai nhạt. Trên người ông đeo hai chuỗi hạt cầu nguyện, đôi mắt nhắm lại, hoàn toàn chìm đắm trong thiền định. Mặc dù môi trường xung quanh rất lạnh, nhưng vị hành giả vẫn ngồi yên bất động. Như thể ông đã vượt qua thế giới vật chất và ở trong một chiều không gian siêu nhiên khác. Điều này khiến người ta cảm nhận ông như đang hiện diện ở một thế giới khác. Một lúc sau, vị hành giả chuyển đổi tư thế và đứng im trên một tảng đá. Cơ thể ông thẳng tắp, hai tay đặt trên ngực
đôi mắt nhắm nghiền lại. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, ông vẫn duy trì trạng thái siêu nhiên, vượt qua cảm giác của cơ thể, đi sâu vào sự bình yên nội tâm. Trong không gian này thì thời gian dường như trở nên mờ nhạt. Dù thời gian trôi qua như thế nào, tư thế của vị hành giả vẫn kiên định. Hình dáng của ông đã trở thành một phần của thiên nhiên trong gió tuyết, hòa quyện với không khí lạnh, tuyết rơi, trở thành một cảnh tượng tĩnh lặng và trang nghiêm của thiên nhiên. Một lúc sau, vị hành giả cầm một cái bát bắt đầu đi xuống núi. Dù chân để trần, nhưng khi bước trên đá, ông lại không hề cảm thấy lạnh. Mỗi bước đều nhẹ nhàng và điềm tĩnh, như một nhà tu hành bước ra từ thiên đàng. Lúc này, tuyết vẫn rơi không ngừng, gió lạnh trở nên dữ dội hơn, nhưng trong môi trường như vậy, vị hành giả càng trở nên trang nghiêm và khác biệt hơn so với người bình thường. Thực tế, việc tu tập thiền định vô cùng khắc nghiệt, có thể vượt xa sự tưởng tượng trong đời sống hàng ngày. Bởi cách tu hành của các vị hành giả so với những phiền não của thế gian lại càng trở nên cao cả và huyền bí. Cách thực hành thiền định không chỉ là rèn luyện thể chất mà còn là vượt lên trên tinh thần. Đối với người bình thường, đây không chỉ là một trải nghiệm thị giác mà còn là một lần gột rửa tâm hồn. Vị hành giả đi chân trần trên tuyết để lại những dấu chân nhẹ nhàng như dấu ấn tâm hồn. Mỗi bước đi của ông dường như đang chỉ dẫn cho thế gian thấy con đường dẫn đến sự bình an trong tâm hồn. Truyền hình trực tiếp Thiền sư chân trần lướt nhanh trên tuyết ở núi Himalaya. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một đài truyền hình phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình tu hành của thiền sư trên dãy núi Himalaya. Trong buổi trực tiếp, một thiền sư Ấn Độ để lưng trần, chỉ mặc một chiếc quần vải mỏng manh, ngồi thiền trong băng tuyết trên dãy núi Himalaya. Nhiệt độ môi trường lúc này đã giảm xuống dưới 0 độ C. Nhưng vị thiền sư này không hề cảm thấy lạnh lẽo, mà ngược lại, ông ấy trông rất bình tĩnh và thoải mái. Vị thiền sư nhắm chặt mắt, hai tay đặt trên đầu gối, cùng hơi thở chậm và sâu, giống như cơ thể ông đã hoàn toàn thích nghi với môi trường khắc nghiệt này. Khuôn mặt và cả thân người của ông toát ra một vẻ bình yên và kiên định, như thể đã hoàn toàn hòa mình với thiên nhiên. Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi những bước chân của ông. Chúng tôi cũng đã từng chia sẻ nhiều video về vị hành giả này. Sự chuyên tâm tu hành của vị thiền sư này đã giúp toàn bộ thân thể và trạng thái tinh thần của ông dường như đã vượt qua giới hạn vật lý bình thường. Bên cạnh thiền sư, có một phóng viên luôn theo sát ông ấy trong cả chuyến hành trình. Người phóng viên này trái ngược hoàn toàn so với thiền sư, bởi mặc dù anh ấy đã mặc quần áo ấm và mang giày chống trượt, nhưng anh vẫn cảm thấy rất lạnh và khó khăn trong việc di chuyển. Ngoài trời, tuyết rơi dày đặc, đến mức đã ngập đến đầu gối, có nơi còn dày hơn khiến người phóng viên di chuyển một cách chậm chạp và vất vả. Nhưng anh ấy vẫn cố gắng nhấc hai chân lên, bước càng nhiều càng tốt để theo kịp thiền sư. Tuy nhiên, vị thiền sư này chỉ bằng đôi chân trần của mình đã có thể bước đi rất nhanh trên tuyết và nhanh chóng bỏ lại phóng viên ở phía sau. Khi thiền sư nhận ra rằng người phóng viên không thể theo kịp, ông dừng lại chờ đợi và nhìn anh ấy đang cố gắng bước đi theo mình với tốc độ nhanh hơn. Nhưng lớp tuyết ở khu vực này thực sự quá sâu, cho dù phóng viên cố gắng như thế nào thì cũng chỉ có thể di chuyển một cách chậm chạp khó khăn. Vị thiền sư đưa tay ra hiệu cho người phóng viên đến gần mình, nhưng khi anh ấy bắt đầu chạm được bàn tay của thiền sư thì lập tức ngồi xuống đất một cách mệt nhọc. Thiền sư không còn cách nào khác đành phải leo lên núi trước. Đối với ông ấy, việc di chuyển trên lớp tuyết dày đặc này chỉ như bước đi trên mặt đất. Từ những hình ảnh trực tiếp, mọi người đều có thể nghe thấy bước chân của vị thiền sư này rất nhẹ nhàng uyển chuyển. Từng bước chân như thể đang lướt nhẹ nhàng trên đóa hoa sen trắng muốt. Trong chuyến hành trình này, người phóng viên đã cố gắng hết sức nhưng vẫn khó theo kịp tốc độ của thiền sư. Bởi anh ấy luôn bị mắc kẹt trong lớp tuyết dày đặc, không thể di chuyển. Trái lại với người phóng viên, thiền sư càng đi càng nhanh hơn, bước chân uyển chuyển mà mạnh mẽ, tựa như đang khiêu vũ. Cả cơ thể ông luôn duy trì tư thế tao nhã, hơi thở cũng rất ổn định như không hề bị ảnh hưởng bởi cái lạnh. Sắc mặt ông luôn bình tĩnh như đang tận hưởng không khí giá lạnh này. Vị thiền sư rất nhanh đã lên đến đỉnh núi. Ông bắt đầu ngồi trong tuyết và điều chỉnh hơi thở, trong khi người phóng viên còn đang cách ông rất xa. Toàn bộ cơ thể của thiền sư bắt đầu thả lỏng, hai mắt nhắm lại và với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, ông ấy bắt đầu hít một hơi thật sâu để từ từ đưa không khí vào cơ thể, rồi sau đó lại chậm chậm thở ra. Mỗi hơi thở của ông đều rất ổn định và có nhịp điệu, rất sâu và trọn vẹn. Thông qua việc vận khí điều chỉnh hơi thở,
Vị thiền sư có thể làm cho cơ thể và nội tâm của mình đạt đến trạng thái bình tĩnh và thư giãn sâu sắc. Đây cũng là một phần rất quan trọng trong việc tu hành thiền sư. Tiếp theo sau đó, ông lại đứng dậy và thực hiện một số động tác thiền định đòi hỏi kỹ thuật cao hơn, như đứng bằng một chân và thậm chí giữ cơ thể thăng bằng chỉ bằng đầu của mình. Trong quá trình hô hấp, ông tập trung cảm nhận luồng không khí bên trong và bên ngoài, cũng như những biến đổi trong cơ thể mình. Không biết từ khi nào, người phóng viên đã đuổi kịp và ngồi bên cạnh thiền sư với vẻ mặt kinh ngạc. Vị thiền sư chia sẻ cho anh ấy một số kỹ thuật vận khí uyên thâm. Sau đó, hai người lại tiếp tục lên đường. Thiền sư nói rằng, nơi họ sắp đến rất xa, nhưng lại là một nơi lý tưởng cho việc tu hành. Thông thường ông ấy phải mất 3 ngày để đến đó, nhưng những người bình thường như phóng viên có thể mất ít nhất 6 ngày. Mỗi bước đi của vị thiền sư và người phóng viên như đang thử thách dũng khí của họ. Những cột băng xung quanh giống như một chiếc đèn chùm phát ra những âm thanh chói tai trong gió lạnh. Cả hai người cẩn thận từng bước trên băng tuyết, ánh mắt dán chặt vào cột băng trên đầu. Họ luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng né tránh nguy hiểm khi những cột băng trên đầu bị đứt gãy hoặc có thể té ngã do đường đi khá trơn. Vị thiền sư tỏ ra rất ung dung và dường như có thể cảm nhận trước nguy hiểm có thể xảy ra để né tránh kịp thời, nhưng người phóng viên lại khá căng thẳng và lo lắng. Thỉnh thoảng anh ấy lại ngẩng đầu nhìn cột băng vì sợ khối băng rơi trúng đầu. Hơi thở của anh ấy gấp gáp và không đều nhau. Có vẻ như anh không thể hoàn toàn thích nghi với độ cao và môi trường khắc nghiệt nơi này. Tuy nhiên, người phóng viên này lại vô cùng kinh ngạc trước khả năng của vị thiền sư, bởi anh ấy cảm nhận được rằng cả thể chất và tinh thần của ông ấy đều rất mạnh mẽ. Vì vậy, ông ấy mới có thể giữ được sự ung dung và điềm tĩnh trong môi trường như vậy. Cả hai người cứ lặng lẽ đi về phía trước. Vị thiền sư đi trước dẫn đường và người phóng viên cẩn thận theo sau. Dù môi trường hiện tại rất khắc nghiệt, nhưng họ vẫn kiên định tiến tới mục tiêu, không ngừng vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu cao hơn. Sau khi đi một hồi lâu, người phóng viên dần dần kiệt sức và khát nước, nên anh phải dừng lại nghỉ ngơi và nhặt băng tuyết trên mặt đất để ăn. Nhưng thiền sư dường như không bao giờ cảm thấy đói hay khát. Ông ấy dùng tuyết xếp thành một ký hiệu kỳ lạ giống như người tuyết và đặt một chuỗi hạt lên đó rồi ngồi thiền bên cạnh hoặc thực hiện một số động tác khó. Cứ như vậy, trong chuyến hành trình này, ông ấy vừa ngồi thiền vừa đợi người phóng viên đuổi kịp mình. Cuộc hành trình này đối với người phóng viên thật sự rất khó khăn. Anh ấy không chỉ phải đi bộ qua lớp tuyết dày mà còn phải leo lên những vách đá dựng đứng. Hơi thở của anh bắt đầu trở nên khó nhọc và mỗi bước chân của anh ấy dường như bị ghì chặt bởi những viên đá nặng nề. Người phóng viên luôn cố gắng để mình có thể đứng vững, nhưng ở những khu vực quá dốc, hầu như anh lại không thể giữ thăng bằng. Mặc dù đã được vị thiền sư động viên và hỗ trợ, nhưng cơ thể của người phóng viên đã đạt đến giới hạn. Anh cảm thấy mình không còn sức lực để tiếp tục. Đã có lần anh nằm trên tuyết và thở dài. Tuy nhiên, người phóng viên vẫn cố gắng bước tiếp, bởi đó là tiếng gọi của nghề nghiệp và anh cần phải kiên trì để hoàn thành sứ mệnh của mình. Sau khi màn đêm buông xuống, người phóng viên và các nhiếp ảnh gia đi cùng ở cùng nhau trong lều, trong khi vị thiền sư ngồi một mình trong hang động. Họ đã hẹn gặp nhau vào bình minh của ngày mai. Nhưng điều không ngờ là ngày hôm sau, khi người phóng viên bước ra khỏi lều thì không hề thấy bóng dáng của vị thiền sư. Những dấu chân để lại trên tuyết đã bị che phủ. Người phóng viên cố gắng gọi lớn nhưng không nhận được một sự phản hồi nào. Anh ấy bắt đầu cảm thấy bất an, và sau khi đợi vài giờ mà không thấy vị thiền sư trở lại, người phóng viên này bắt đầu quay trở về con đường cũ. Lúc này anh không chắc liệu họ có còn gặp nhau hay không, bởi anh ấy không biết rằng liệu vị thiền sư này có lý do đặc biệt nào đó mà không muốn tiếp tục xuất hiện. Những thiền sư đã chọn cách ẩn cư tại nơi hoang vắng này là vì muốn tập trung tu hành và tránh xa thế tục. Thiền sư đứng bất động bằng một chân trong trận mưa đá. Vị hành giả này đang chìm trong trạng thái thiền định với dáng đứng trên một chân dưới cơn mưa đá mà không có bất kỳ một vật dụng che chắn bảo vệ nào. Ông cứ đứng yên để mặc cho những hạt mưa đá rơi liên tục lên người mình mà không hề trốn chạy hay né tránh. Không một ai biết rằng vị hành giả đã đứng như thế trong bao lâu. Họ chỉ nhìn thấy ông ở đó với động tác dùng mắt cá chân trái của mình chạm lên đùi phải thành dáng đứng kim kê độc lập. Hai tay chắp lại và bắt đầu chìm trong trạng thái nghỉ ngơi yên tĩnh. Mặt đất xung quanh vị hành giả được phủ đầy bởi những hạt mưa đá. Cơn mưa này chưa có vẻ gì là sắp tạnh khi gió và mưa cứ đập vào người ông một cách dữ dội.
nhưng nhìn vị hành giả này lại không hề có chút đau đớn. Thời tiết trên dãy núi Himalaya lúc này đang cực kỳ lạnh lẽo, nhưng ông chỉ quấn một chiếc khố mỏng manh và để lưng trần, đứng yên lặng rất lâu trong mưa. Mọi người thậm chí còn không thể cảm nhận được hơi thở của ông ấy. Lúc này, vị hành giả trông giống như một bức tượng kim kê vô cùng vững chãi trong mưa. Dường như vị hành giả này đang bước vào một không gian khác, nên đối với ông, môi trường khắc nghiệt xung quanh chỉ là hư vô, không kể đến thời tiết mưa gió khắc nghiệt. Nếu là một người bình thường, ngay cả trong một căn phòng bằng phẳng cũng khó có thể đứng yên bất động bằng một chân chỉ trong vài phút. Những người xung quanh rất ngưỡng mộ vị hành giả này, bởi dù mưa đá có lớn, mặt đất có gồ ghề trơn trượt đến đâu thì ông ấy vẫn giữ một tư thế đứng yên bất động. Điều phi thường này được xem là một mức giác ngộ mà mỗi hành giả sẽ đạt được, và cái gọi là tư thế thực hành thiền định của các bậc chân tu. Không giống như những thứ chúng ta nhìn thấy thường ngày. Trong tư liệu cổ, kim kê độc lập miêu tả động tác đứng như trạng thái nghỉ ngơi của con gà vàng. Tuy tư thế này nhìn bề ngoài khá đơn giản, nhưng khi đứng bằng một chân sẽ giúp mọi ý nghĩ tập trung cao độ và tinh thần trở nên thư giãn. Những người tu tập xem thiền định là một cách thực hành. Sau khi đã thực sự nhận được sự giác ngộ từ thiền, các vị hành giả thường chỉ cần quấn một chiếc khố quanh thắt lưng, đi chân trần để hành hương khắp nơi trên thế giới trong một quãng thời gian như một cách tu khổ hạnh. Một số hành giả thường sống ẩn dật khắp nơi trên khu vực dãy Himalaya, mặc cho điều kiện thời tiết có khắc nghiệt đến đâu, bởi đây là một nơi yên tĩnh tránh xa thế giới phàm trần. Dãy núi linh thiêng này cũng nổi tiếng vì có nguồn năng lượng mạnh mẽ và tinh khiết. Nhiều bậc chân sư như Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng đã đạt được giác ngộ tại nơi này. Hình ảnh các vị hành giả thiền định trên những ngọn núi cao quanh năm tuyết phủ và có những năng lực phi phàm có vẻ rất huyền bí với nhiều người trần tục. Nhưng đối với họ, thiền đơn giản là tịnh tâm, ý thức được những gì đang xảy ra trong bản thân, trong tâm và trong hoàn cảnh xung quanh mình. Trong đạo Phật gọi đây là chánh niệm. Khi người ta tập cách trở về với hơi thở chánh niệm của mình, thì đó là bước thiết yếu đầu tiên để đánh thức năng lượng tỉnh thức trong tâm. Với sự tỉnh thức đó, con người sẽ có thể nhận diện được những gì đang xảy ra và đồng thời sẽ có khả năng giải quyết được những khó khăn không chỉ trong tâm mà ngay cả trong thân của mình. Các hành giả sẽ tịnh tâm để ý thức được những gì xảy ra trong tâm và chân thành sám hối. Vị thiền sư Sadhguru, một người có kinh nghiệm tu hành và cống hiến không mệt mỏi cho hạnh phúc của con người, đã từng nhận ra rằng trong những khoảnh khắc trước đây của cuộc đời, ông luôn nghĩ rằng một người sống ở trên đời sẽ có những mối liên kết với những thứ xung quanh không thể tách rời. Vì thế, một người sẽ cố gắng xây dựng tốt mối liên kết này trong tâm thế miễn cưỡng mà không xem đó là sự lựa chọn. Nhưng từ lần đầu tiên biết đến thiền định, ông đã hiểu ra rằng tất cả mọi thứ đều diễn ra theo lẽ tự nhiên, không thể nằm trong tầm kiểm soát của mình, nên phải học cách chấp nhận và sống chung với những điều ngược lại này. Sadhguru bắt đầu hòa nhập với mọi thứ xung quanh, kể cả hòn đá ông đang ngồi, không khí và môi trường đang diễn ra xung quanh. Điều này nghe có vẻ hơi điên rồ, nhưng Sadhguru lại nhận ra rằng những vấn đề mà con người đang chịu đựng đơn giản là do chúng ta đã đánh mất đi nhận thức về sự đồng điệu giữa bản thân với các nguồn lực từ thiên nhiên. Sau hơn 4 giờ trong trạng thái thiền định, vị hành giả này đã trở về ý thức bình thường. Tuy nhiên, ông lại nghĩ rằng mình chỉ vừa trải qua khoảng thời gian khoảng 15 phút. Vì thế, ông vẫn tiếp tục đứng dưới cơn mưa đá với trạng thái hoàn toàn có ý thức, nhưng vẫn thấy thời gian trôi rất nhanh. Vị hành giả lúc này hoàn toàn giống như lời chia sẻ của Sadhguru. Ông ấy cảm thấy bản thân mình đã hòa nhập với môi trường và mọi thứ diễn ra xung quanh. Từ mảnh đất ông đang đứng, không khí ông đang hít thở, thậm chí tất cả những hạt mưa đá đang liên tục rơi trên người mình. Vì vậy, ông không còn cảm giác lạnh lẽo hay đau đớn. Khi không còn trở ngại với những mối liên kết xung quanh, quãng thời gian thiền định bằng tư thế kim kê độc lập dài vài tiếng này đối với ông chỉ như vài chục phút trôi qua. Một vị thiền sư đã viết trong quyển tự truyện của mình rằng mỗi ngày của ông ấy đều bắt đầu từ niềm vui. Ông sống vì niềm vui và tan chảy vào niềm vui thiêng liêng trong đại dương tâm trí của mình. Bởi vì thực hành thiền định giúp ông hiểu được bản chất của mọi sự vật và cũng hiểu rõ được bản thân mình để tu tập, sửa chữa, điều chỉnh bản thân hòa nhập vào dòng chảy của vũ trụ, nhân sinh. Vị thiền sư ấy đã hoàn toàn kiểm soát được bản ngã của mình. Ông đã nhìn thấy được sự hoàn hảo tồn tại ở khắp nơi khi đi vào bầu trời tâm linh của chính mình
mà không cần phải cố gắng thay đổi thực tế. Khi một người có thể tiến vào trạng thái tĩnh tâm hoàn toàn, họ sẽ cảm nhận được cảm giác an lạc và hạnh phúc ngập tràn trong tâm trí. Vị hành giả này đã nói rằng ông chỉ là một trong số rất nhiều hành giả khác và họ cũng rất nhỏ nhoi giữa vô số chúng sinh. Nhưng điều đặc biệt hơn là thế giới tinh thần của họ rất bao la rộng lớn, không bị trói buộc bởi hiện tại. Tuy điều kiện sống của các hành giả thường là những nơi hoang sơ, cuộc sống hàng ngày rất khó khăn, nhưng thế giới nội tâm của họ rất yên bình, bởi vì sự tu tập của họ là để nuôi dưỡng tâm trí. Những người ở đây không biết vị hành giả này sẽ giữ tư thế kim kê độc lập này đến bao giờ. Có thể hàng chục phút, vài giờ, hoặc thậm chí lâu hơn. Nhưng dù sao đối với sự tinh tấn trong tu hành của mình, vị hành giả này vẫn sẽ cảm thấy mọi thứ trôi qua chỉ như gió thoảng mây trôi, bởi ông ấy đã thực sự đạt được sự trong sáng trong tâm trí của mình. Những nhà sư thiền ẩn cư ở Himalaya không chỉ là những nhà tu tập mà còn là những người thợ săn của sự sâu sắc và chiêm nghiệm đích thực. Với lòng kiên nhẫn và sự kiên trì không ngừng, họ đã chọn con đường ít người đi và dấn thân vào cuộc hành trình về bên trong chính mình. Mỗi bước chân dài trên tuyết trắng không chỉ là một bước di chuyển vật lý mà còn là một bước tiến vào không gian tâm linh, nơi mà tâm hồn được làm sạch và thấu hiểu. Trải qua thời gian, những nhà thiền sư ẩn cư ở Himalaya không chỉ trở nên nổi tiếng với sự sâu sắc của tu tập, mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho những người tìm kiếm sự bình an và giác ngộ. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, những sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.